Chào mừng các bạn đã đến kênh YouTube của bơm cát miền Tây nha các bạn. Đây hôm nay mình bơm vô con đường mới nè, đoạn này đoạn mới nè, xe vừa cuốc xong. Đây cái đoạn này mới vừa bơm xong nè, ngày qua bơm lớp 1 nằm tuốt ở dưới nè. Đất ở đây rất dễ bị lở nha các bạn. Này mới cuốc mà lở nữa nè. Trải thảm xong là bơm liền. Đất đây rất là xốp luôn. Này vừa cuốc xong lở rồi nè. Đồng này. Xe bị hư cái gì rồi nè, tháo ống nó dầu rồi. Đây cái máy bơm nước nha các bạn, đem hàng để đây nè, có nước đường bơm nè. Cái đoạn chưa đào này còn rất là dài luôn nha các bạn. Đây sẵn đây mình lội xuống đường ống cho các bạn xem nha các bạn. Rồi theo cái đường ống xuống ghe luôn, xuống xà lan. Đây tới đây đi lòn vô vườn xài ta nè. Qua xài. Bên kia là mấy cái ống dư mình đóng lại để nữa mình chọt. Qua chừng hàng xài đẹp. Nó mà đi nằm dưới cái mương nè. Vườn xoài trồng rất là thẳng luôn nha các bạn, thẳng nè, phương thẳng luôn. Này là trồng ổi nè.
đầy đã xuống tới bến nha, xà lan nha các bạn. Ở bên sông rồi nè, sông cái. Đây xà lan của Văn Đại nha các bạn. Đang lắp ram. Sông cái rất đẹp luôn. Quá thì cái đống cát này đẹp. Cát vàng luôn. Này lấy cũng khá là cẩm nha các bạn. Như bị mòn nước luôn rồi nè. Đây mình đã xuống tới xà lan nha các bạn. Quá chừng cái đống cát này. Chẳng mấy bơm, cubin 350. Để mình vào trong này khám phá chiếc xà lan coi có gì bên trong nha các bạn. Trong có bàn thờ nữa. Đây là nhà bếp. Sao nhà bếp rất là sạch sẽ luôn. Đây đồ ngủ, để đồ ngủ chén, đồ áo đeo bên đây. Xuống tầng hầm mình xem cái máy cho các bạn, quay máy cho bạn xem nha. Đây mình đã xuống tới thang máy các bạn. Đây cả bên 24 để 24 lần cùng in 350 nha các bạn. Sao là cái hộp số nè. Quá mới cái máy luôn, không giờ luôn. Cái trong rất là sạch sẽ luôn mà. Cọc của queo còn sơn bóng dần. Để mình ra phía sau. Cái phía sau bằng nước nha các bạn. Có cây cần câu luôn nè, cầu máy luôn nè. Đây có cái tủ lạnh luôn. Đây là trên môi các bạn, rất là sạch bóng luôn nè. Lòng gạch mỏng luôn. Đây máy thủy lực luôn rồi. Đây là số bố như gà. Mình có gạt là thuốc luôn đó. Và bắt đầu cho ăn luôn nha các bạn. Đây ở phía trước là để dầu nè. Lên nó ngon ngon các bạn.
Đây mình đã lên tới rổ ống nha các bạn. Rất mạnh luôn các bạn ơi. Quá mạnh. Đường này gần. Nãy giờ bơm cũng khá là nhiều nha các bạn. Quá màu đầy luôn, nó dung lên. Đây hai anh thợ sửa chiếc cua be nè. Nổ dầu, dầu nhớt gì đó. Hay gì nước quá nhiều nước luôn rồi. Mình để nước ngập cho. Chị thôi mình kết thúc video tại đây nha các bạn.